Quốc xe đầy ám ảnh của bác xe ôm, đang chở khách lên cầu thì khách bảo rớt đồ, quay lại đã thấy thanh niên quên sinh khiến bác tài đứng hình. Vậy thôi à, rồi cái chở đến đây thì mình vừa tới đây cái nói anh ơi em rớt đồ, mà thấy thiệt nó có cái cảnh có bằng rớt không? Rớt đồ nó rớt đồ, cái mình vừa dừng lại đây rớt đồ thì mình tâm lý mình ngồi đợi nó làm đồ nó bay lên, nó đợi hỏi cái cô chị này nè. Là chị ở xa chị thấy luôn hả chị? Dạ chị này thấy rõ nhất nè. Mình không thấy, nó thật sự là mình không thấy. Mình thấy mình có thể chẳng là được. Ví dụ như từ xa mình rồi à, lúc đó anh đón anh là anh đi đâu anh chạy? Anh nói là họ chở em qua đây nè, qua địa chỉ này nè, qua cầu Trường Gòn. Anh cũng đi được trong mạch. Nếu mà em mà biết ngay đây là em dạ, nó tới khoảng 20-21 mà chúng. Nếu mà không... Và trả tiền xe cho anh chưa? Nó tính tiền rồi, nó lịch sự lắm, nó lên nó nói anh ơi tính tiền trước giùm em đi. Trời ơi. Cái mình nói cái này nó tính tiền rồi, người ta đặt là tính tiền rồi anh ơi. Là ai đặt cho anh? Không biết nữa, bây giờ chưa biết. Thôi anh điện thoại cho cái người đó đi. Máy.